ơi, hôm nay bạn Mùi đến trường mẫu giáo nè, để mai mốt bạn Mùi học đó. Chơi thích không còn ngồi nước kìa, trời mới mưa con. Trời mới Sao? mưa nước không à, thôi mình đi xuống đi. Qua cái xích đu này mình ngồi. Thích không? Dạ thích. Trường mẫu giáo của bạn Mùi. Trường chơi trò chơi trên trường mẫu giáo phải không? Trường mũi ngoài kia có bông hoa đẹp quá chừng luôn á, thấy không? Có cầu tuột nữa mà cầu tuột trời mưa ướt hết trơn rồi, mũi không có tuột được phải không? À, mình qua cầu tuột thử coi có khô không, mình tuột coi. Để chạy qua cầu tuột coi có khô không, mình tuột. Cái này cái gì đây? Bên đây hết rồi, hết rồi. Đây. Mình đi qua bên chỗ cầu chuột á. Đi từ từ thôi nha, trời mưa đó. Trời mới mưa xong á, còn ướt á. Từ từ thôi con. Rồi mẹ đón em bên này nha. Còn ướt á, còn ướt ướt á, còn cột, con để cái chân xuống đây nè, để rồi ướt nè. Ôi, rồi. Ướt rồi, ướt đít rồi phải không? Bên đây cũng có cầu trượt nè, có nhà chòi nữa nè mọi người, nhà chòi nhỏ xíu nè. Con gì vậy, con gì mà nước không vậy? Con cỡ con mèo hả? À cỡ con mèo hả? Cái gì vậy? Wow, con gì té rồi, té đừng đứng lên. Mình về được chưa? Lại gì quá? Có chừng từ từ trơn á con, sân trơn á. Sân trơn á nha, từ từ thôi. Thằng ở đâu vậy ta? Có nhà nữa nè, có ống khói nữa nè. Có nhà chòi chơi ấy. Thích không? Ông khói không mà mấy. Đó nè, đây nè, đó ông khói nè, thấy không? Nhà chòi để có ông khói. Nhà Noel. À, để ông nhà Noel chung vô ông khói đây nè ha. Bỏ vô ống bà vô. Đúng rồi, chính xác luôn. Bỏ bà quà vô. Ừ. Bỏ quà vô. Rồi con trượt bên đó đó. Ơi được không? Ướt rồi, ướt đít rồi, ướt đít rồi. Bạn Mùi bị ướt đít rồi. Trời mới mưa xong mới cầu tuột còn ướt nha em luôn mà bạn Mùi đi trượt. Các bạn ơi, chân cao nè. À rồi bạn Mùi tuột xuống đi. Có ướt không con? Cầu tuột có ướt không vậy? Ướt là tuột không có trôi đâu nha. Thôi đi về nha. Về nha, mai mốt xuống học. Ôi về nha, mai mốt đi học nha con. Dạ chào đi, chào tạm biệt các bạn đi, mình về. Chào tạm biệt các bạn nha ta. Đây mình ra cổng trường, mình quay cổng trường cho các bạn xem cái. Đi chơi đây. Chơi phải không? Chơi đi. Bạn nha, bạn muốn sẽ đi học nha nha. Nha nha. Nha nha. Rồi. Trường bạn Mũi đây, các bạn ơi. Rồi bye bye các bạn đi, mình về, mai mình đi học. Bạn, nay mình đi học. À nay mình đi xem trường, mai mình đi học nha.